Mình làm thêm video chỗ đây nữa nha anh em. Đây cái cục lo đây này. Cục lo này gỗ không này anh em, dành cho mấy anh em thích gỗ này thấy không này. Gỗ này. Con này 1 triệu này hát luôn này nha. Này, có kẹp heco gỗ này nè anh em. Đó. Này, đủ nha anh em. Đây này, nhưng mà thấy được còn hai cặp đây nha. Cặp to to chỗ đây là bán mất tiêu này, cặp thiệt cao, thiệt to anh em bán rồi nha. Nói chung thì cũng bán ra nha anh em. Anh em nào cứ chơi cái gì thì vô nhắn nha. Nó tạm thời mình chơi mấy chỗ này thôi anh em, chứ không có xuống dưới kia nha. Anh em mình bán đồ anh em cũng biết rồi, cũng tùm lum đồ quá. Đây đĩa thang này 100 cái là 3 triệu rưỡi nha anh em. 100 cái 3 triệu rưỡi nha. Nhưng mà anh em lấy vậy nè nha. Chứ còn mà lựa mà lâu lét một cái là giá khác nha anh em, thật sự luôn. Vô anh em nhắm nhắm vậy nè, nhắm và lấy được mà cho lấy và luôn được luôn anh em. Đó, hoặc là anh em ở xa gọi video á, gọi video á thì mình dỡ đây anh em chờ được không? Ok bỏ qua, ok bỏ qua anh em hiểu không? Thì đĩa là tất cả là đĩa, là nó có trong cái bìa sao đĩa như vậy. Anh em mình lấy thử một cái cho anh em coi đây. Lấy cái đĩa này mình cũng lấy anh em nói ra nè, cũng ngon không vô đâu sao đâu, mới sạch vậy nè. Đó. Rồi ok anh em nha. Zalo nha anh em, đây nè, đồ này. Giá nào cũng có, anh em nào tình cờ có gặp cái video này thì cứ Zalo số này nha anh em. Sau đó mình gọi video nha. Gọi video rồi mình lựa đồ. Đó, bên cối thì 400 ngàn một cái. Anh em hiểu không? Dạ thôi anh em, ok anh em nha.